Juventus là đội bóng đã từng tham gia vào hệ thống thi đấu của TH Link những mùa giải đầu tiên, sau đó đã không thể trụ được với giải đấu này. Bây giờ thì đội hình của FC Juventus đã thay đổi rất nhiều so với thời điểm đó. Ở trận đấu đầu tiên thì Juventus có trận hòa với tỷ số 2 đều trước 1-3-2 Đào Duy Từ, trong khi đó FC Hè hòa 1 đều trước Thu Tùng. Ở vòng thi đấu thứ nhất của giải bóng đá phong trào nhất, vòng đấu khai mạc thì đã có tổng cộng 26 bàn thắng được ghi. Cú đá nguy hiểm đầu tiên của trận đấu đã thuộc về các thủ FC Hè. Khá nguy hiểm. Đó là một pha bóng đã đi ra phía sau khung thành. Văn Khanh đánh đầu không được. Phúc Đạt là người đã lên tham gia tấn công. Thanh Hè xoay trở khá khéo, có thể ra chân, không vào. Pha xoay sở và dứt điểm của Trọng Quang. Đứng trước của đá phạt là Trọng Quang. Thanh Hè không được. Phản công dành cho các thủ FC Juventus. Anh Bruni có thể dứt điểm. Pha bóng mà thủ môn của FC Hè đã chơi rất cảnh giác. Phúc Đạt cũng đang sẵn sàng với đường đưa bóng ra của đồng đội. Trọng Quang, đó là cú sút thẳng không vào. Và cản phá rất tốt của thủ môn Vũ Cường. Rất nguy hiểm. Và đã tổ chức đá biên rất có ý đồ của các thủ FC Juventus. Cơ hội dành cho các thủ Juventus. Rất nguy hiểm. Văn Thịnh sút ra. Đá vẫn quá vội vàng của số 21. Hoàng Trường, Trọng Quang không được. Suýt chút nữa thì đã có một tình huống phản lưới nhà của Văn Minh. Phải chờ khá tốt, không được. Và bắt bóng rất tốt của thủ môn bên phía FC Hè. Đánh đầu, không được. Có vẻ như là bóng đã chạm tay cầu thủ áo vàng. Anh Duni rất nguy hiểm. Thuận Mạnh đã chơi rất tập trung, không được. Dứt điểm không vào. Cú chớp thời cơ rất nhanh của Văn Cường. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại sân Công viên Hội An để tiếp tục đón xem hiệp thi đấu thứ hai, cuộc đối đầu giữa FC Hè và Juventus. Vừa có một cú đánh đầu rất nguy hiểm của các thủ FC Hè. Để có thể giải nút thắt bế tắc của trận đấu này thì cần phải có một đội vươn lên cho thế trận hấp dẫn hơn. Rất nguy hiểm. Hoàng Trường dứt điểm không vào. Cơ hội rõ ràng nhất kể từ đầu trận đến giờ của các cầu thủ FC Hè vẫn không được cơ hội. Cú chạm bóng cuối cùng của Hoàng Trường. Văn Tuấn rất nguy hiểm. Lưới của FC Hè đã rung lên rất bất ngờ. Văn Minh là người ghi bàn. Thực sự rất bất ngờ với pha làm bàn của các cầu thủ FC Juventus. Pha bóng thực sự may mắn của Văn Minh khi cú đánh đầu phá bóng của Thanh Hè, bóng không thể đi lên phía trên và nằm lại đúng vào tầm dứt điểm của Văn Minh. Văn Thường đánh đầu không được, pha bật rất cao và dứt điểm bằng đầu. Bóng vẫn còn trong cuộc, cơ hội không vào. Phá bóng mà rất nhiều các thủ FC Hè cho rằng bóng đã đi hết đường biên dọc. Văn Thường rất tốt. Thanh Hè dứt điểm không được. Thanh Hè sút xa không được. Thêm một pha bóng nữa, Văn Thường xâm nhập khu cấm địa. Anh Toàn, vẫn là Anh Toàn dứt điểm không vào. Cú xử lý rất hay của Anh Toàn. Anh Toàn rất tốt. Anh Toàn đưa bóng ra không được. Một chút nữa thôi. Sự bọc lót của phòng ngự bên phía FC Juventus vẫn là rất tốt. Trận đấu đã bắt đầu bước vào phút bù giờ đầu tiên. Đánh đầu! Một đều cho FC Hè. Hoàn toàn xứng đáng. Đó là pha làm bàn của Văn Thương. Một pha bóng phòng ngự hơi nghiếm môi của các thủ FC Juventus. Chúng ta hãy nhìn lại, không có một ai theo kèm với Văn Thương. Rất khó hiểu cho cách phòng ngự trong pha bóng vừa rồi của thủ FC Juventus. Nhưng đây là thành quả xứng đáng dành cho FC Hè. Thanh Hè và để mất bóng rất nguy hiểm. Không được. Tuyến 2 dứt điểm không được. Rất đáng tiếc cho thủ FC Hè. Cú chạm đầu cuối cùng của Văn Thường.
Và trọng tài đã nổi còi khép lại trận đấu sau cú dứt điểm cuối cùng này của Lê Văn Thường. Trận đấu đã khép lại với tỷ số hòa 1 đều. Văn Minh là người ghi bàn cho FC Juventus và Văn Thường đã gỡ hòa cho FC Hè. Như vậy là sau 2 lượt trận đầu tiên ở bảng E vẫn chưa có đội bóng nào vươn lên. Cả 4 đội đều đang có được 2 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên.